Xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim. Ngày hôm nay thì bên em quay cho em một số các cái mẫu móc dành cho mi này, trà màu hay là chè. Thì anh em đều có sử dụng móc này được nhé. Đây là một chiếc móc bằng inox này, nhưng mà mẫu này là mẫu của tàu nhé. Anh em nhìn thấy là cái ở xung quanh cái phần móc này là có chuyện đồng tiền này. Đây, phần móc này nhé. Anh em muốn xem kỹ về chi tiết các mẫu móc thì anh em hãy kết bạn số Zalo là 0388 597 22, thì em có báo giá trực tiếp ở trên Zalo các mẫu móc này để tránh nhầm lẫn anh em chọn các mẫu và giá ở trên Zalo luôn nhé. Đây là mẫu móc inox này. Đây, mẫu này thì bên em chỉ bán có 70.000 thôi. Đây là mẫu móc inox nhé, inox của tàu luôn đấy, hàng nhập trực tiếp vào bên Trung Quốc. Đây, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì có các cái mẫu móc khác nữa. Đây, mẫu móc này thì móc đồng này, hình con chim này, đấy, chim chuột này, đấy, chim đang quan sát con chuột đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, chim sóc vậy, trông giống con sóc hơn là con chuột. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đây là cái phần móc này. Móc này móc rất đẹp luôn nhé. Cái móc này mà anh em lắp vào các cái lồng, kết hợp vào lồng ấy, cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là nếu anh em mà chơi lồng hàng kỹ thì mình lắp thêm những cái móc phụ kiện này thì chiếc lồng của mình nó sẽ tăng thêm phần giá trị hơn rất là nhiều so với những cái móc thông thường đúng không ạ? Đây, một cái chiếc móc rất là xinh luôn nhé. Anh em vào mẫu trực tiếp nó sẽ đánh, bọn em sẽ đánh theo số đấy để anh em có thể lựa chọn nhé. Ở trên livestream thì nó sẽ khó để tên và nó dễ bị nhầm mẫu. Đây, một chiếc mồng lắp móc nữa, móc lân này, móc đầu lân này. Đây, móc đầu lân này vô cùng đẹp luôn nhé. Đây, móc nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số Zalo là 0388 597 22 để có thể sở hữu chiếc móc này nhé. Anh em vào các bạn trực tiếp số Zalo là 0388 597 22. Ở trong cái video này thì em sẽ quay cho em ba mẫu móc khác nhau. Đây, đấy, anh em vào trực tiếp Zalo nhé, móc rất đẹp luôn. Một chiếc móc nữa, nó cũng là móc đầu lân nhưng nó sẽ là kiểu khác này. Đấy, kiểu này trông rất là hầm hố luôn, nhìn chắc nịch luôn này. Đấy, cũng là hai kiểu móc nó lên này, nhưng nó sẽ có sự khác nhau. Đây nhá, em nhìn thấy không ạ? Móc lần này. Anh em đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp số bên em là Zalo là 0388 597 22 để sở hữu cho mình chiếc móc lồng xinh xắn và đáng yêu này nhé. Đây, móc lân này. Đây cũng là móc lân, như hai kiểu này là hai kiểu móc khác nhau nhé. Móc lân này, ở trên đều là chạm kiểu đốt trúc. Đấy, đây là móc lân này, rất là xinh luôn. Anh em liên hệ trực tiếp số Zalo là 0388 597 22 để sở hữu cho mình chiếc móc, những chiếc móc này nhé. Thì có ba kiểu móc khác nhau. Bốn kiểu. Đây là bốn kiểu. Đây là móc inox, còn các ba móc còn lại là móc đồng nhé. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với bên em để sở hữu cho mình những chiếc móc lồng xinh xắn này để tô thêm vẻ đẹp cũng như thêm phần giá trị cho những chiếc lồng anh em đang sở hữu. Cảm ơn anh em và chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Và hãy ủng hộ siêu thị Lồng Chim qua số Zalo là 0388 597 22. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.